No. No. Đừng có nhảy ra nha. Ơi. Hết hồn, trời ơi. Mình tốn một viên đạn rồi. Fuck. Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Saki, thì hôm nay mình sẽ chơi tập cuối của Nightfly. Thì hôm nay là ngày chủ nhật nè. Đây là cái sự kết thúc của cái bọn Nightfly. Bây giờ là tôi cái vũ khí của tôi đã sẵn sàng chiến đấu, tôi có thể chống trả lại và dọc các ngõ đường thì chúng có thể ở bất cứ đâu và bọn chúng đang nhìn tôi và bọn chúng đang rất là đối và chán nản với những cái cú trick của bọn chúng. Tôi phải sử dụng tôi phải giết chúng bằng cách bắn những cái low stick. Thì cái low stick các bạn, thì những bạn nào bạn coi những cái show diễn của các ca sĩ thì các khán giả thường cầm cái low stick là quậy lên á để hò ra mấy ca sĩ á, thì low stick giống như lại cây gậy phát sáng vậy á. Ok, thì nếu tôi có thể thắng và đuổi chúng ra khỏi đây thì bạn thì sau đó thì bọn chúng sẽ biến mất khỏi đây trước khi ngày hôm sau. Ok, vậy là chúng ta đã có vũ khí rồi, nào chơi game. Ồ, có lâu xích ở dưới kìa. Nhà mình sẽ tối hu vậy. Ôi trời, nó tắt đèn luôn hả? Wow, 11 giờ đêm nhà mình phải chơi khoảng 8 tiếng đầu phòng rồi. Ai vậy tắt đèn, ba mẹ mình đi chơi rồi hay sao? Ủa có khi ba mẹ mình đi rồi đó. Ok, mà cái đèn này yeah, tắt đèn mở đèn. Ok, mình có thể thu thập mấy cái này. Rồi ok. Em bé còn ở đây mà. Ok, giờ mình không lo sợ mấy kia nữa, giờ mình có thể bắn tụi nó. Đây, tụi bay đâu? Ra đây cho tao bắn coi, tao thèm bắn tụi bay lắm. Vô phòng từ phòng kiểm tra xem thế nào đó. Mà cái chạy phải không? Mình sợ là mình buồn ngủ nha, không biết chơi cái màn chủ nhật có buồn ngủ nữa. Ở đó mình cũng chẳng biết á. Ok. Mình vừa mới chớp mắt một cái, không biết là lý do gì là chớp mắt. Ê, mấy con cò hó ra đây. Tụi bay đâu rồi? Hãy ra đây chiến đấu như hai người đàn ông nào. Mà dù tao không biết giới tính thật có tụi bay. Tụi ghê quá à. Cái tụi này hình như là nó bị thu hút bởi ánh sáng đèn pin của mình á, nên tụi nó sẽ đổ đèn là sao tụi bay không ra ở cái đậu phộng. Rồi nghe tiếng rồi. Tụi bay đâu? Sao nghe tiếng rồi chẳng thấy tụi nó xuất hiện ta? Có khi nào tụi nó lên phòng mẹ mình rồi chưa? Ôi no. Ôi no. Quá à dù. Đùa. Tụi bay mau xuất hiện giùm tao. Ôi nè, mày chết nè con. Ha. Này thì giờ mới lên lầu đúng không? Giờ ta sẽ kiểm soát từng ngõ ngách tụi bay. Ê, còn một con á nè. Tụi bay kêu nhỏ nhỏ thôi, nghe giật mình. Đâu Phong? Ok, mày nghe tiếng mở cửa nha. Ồ, trong đây có đạn dược gì không? Phòng chị gái mình. Ồ, hôm đi gái mình treo đầy poster của mấy anh hàng sẻn. Ok, có hàng nè. Ê, qua đây nè. Dễ thương vậy. Ở chút trang hết đèn rồi từ. Tạm thời tắt đèn mọi người, tại vì mình hết đèn rồi từ. Còn một viên à. Chúng ta phải thiệt là tiết kiệm. Vậy là chúng ta gặp tụi nó thì ta phải né ra. Từ phải kiếm đạn ra. Đạn ở đâu mới được chứ. Có thể là đạn ở dưới tầng hầm. Ok. Tạm thời Why? Đạt. Rồi tụi bay sẽ biết tới tao. Tự nhiên hết đạn. Khổ quá. Ok, vô nè. Chúng ta phải thôi cứ bật đèn đi, không sao hết. Đâu người ta đâu cấm mình tắt đèn đâu phải không? Ok. Lượm hết đạn nào. Rồi. Tụi bay mau xuất hiện đi. Ta trông mong tụi bay lắm á. Cứ lên đây đi, ta bắn từng đứa. Sao phòng ở đây không có gì hết trơn vậy? Nhưng mà lát mình lên lầu nó có hồi lại đạn mình à. Ok. Mà nó cần lên lầu không?
chắc chắn là lên lầu rồi đó. Chắc chắn là không ai đi theo mình ở dưới nha. Ok, trên đây nó cũng có cho mình đạn nè. Rồi, tụi bay. Ok. Ô, tụi bay đâu? Đây đi, tao giết tụi bay với. Ok, mà sẽ canh chừng cái cổng này. Cái cổng này là cái cổng mà tụi nó hay spawn ra mấy cái con quái vật. Nè nè nè, mày hả bưởi, mày hả bưởi rồi bắn xong một con phải lụm. Ôi, lại. Nghe tiếng thì nó đâu đây nè. Đừng có nói bật điện thoại nữa, có. Ok, mày nghe tiếng cửa nha. Từ. Ghê lắm, có gì nó móc lốt mình á. Ra đây, ra đây. Không ra, ra không? Mày phải ra đúng không? Nè nè nè. À ha. Này thì đi xuống. Ok. Sao cái này nó đi không có ra tiếng động chứ mày ơi, mình sợ nó ra ngoài cái nó nhảy mặt mình thì sao? Rồi, phòng này cũng có. Vô đây hả mày? Sao không có cái low stick nào vậy? Quá đáng. Rồi đây nè nè. Ui, con này bỏ nhanh đi. Rồi chết rồi. Mà số đạn rồi. No. Nhặt đạn nhanh lên. Nhặt đạn. Ở đây có nhiều đạn nè. Ok, tụi bay đâu? Ở đây có nhiều đạn lắm nè. Đây. Chấp hết cả thế giới luôn. Tụi bay ra đây cho tao bảo. Ok, trong nhà bếp có không? Ô, tiếng cửa. Ôi nó này nó nè, một con. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi, bưởi hả mày. Ô nè, nó đây nè. Ê, tụi mày spawn ra. Ô. Nó có các cửa spawn ở đây nè mày ơi. Ok, để mình tìm hiểu coi. Từ trên đây nó có đạn dược nha. Ô. Nó càng cái bếp. Ui, đạn rồi. Nó chạy lẹ. Chạy lẹ. Ok. Dưới đây có đạn không? Dưới đây không có đạn hả? Có đạn này, có đạn nè. Ui dây. Bay rồi. Đâu rồi? Nó không đi theo mình. Ok, giờ mình tranh thủ nhặt đạn ở đây đã. Ok. Nó không đuổi theo mình bạn ơi. Vậy là mình có thể nhặt đạn ở đây. Ok, nhặt thì nhặt. Sợ xe mẹ gì tụi bay đúng không? Ok. Rồi ở đây hết, có lẽ như là hết đường rồi đó. Mình cần phải đi lên đó bạn ơi. Ơi. Nhìn anh nhìn thấy mắt tụi nó, tưởng đâu là tụi nó chứ. Ui nè nè nè. À, chết đi nè. Quỷ sứ nè. Ôi chết, mình còn 2 viên à. Đạn ở đâu mà lượm bây giờ? Hình như là mỗi phòng một nó tự hồi đạn thêm á. Ok ơi, thấy chưa? Hồi nãy mình đâu thấy cái này đâu. Bây giờ nó tự cài thêm đạn cho mình nè. Ok, nhặt luôn. Ngon. Hồi lên lầu đi. Mình sợ lên lầu nó có nó nhảy vô mặt mình lắm á. Tự đi từ thôi. Không biết mình có buồn ngủ mà mình có gì chạy gì mà có buồn ngủ không nữa. Rồi. Về đâu? Hồi nãy có đuổi thì mình đó bạn nhớ không? Ôi, chết. Ghê vãi. Nó canh luôn rồi bạn, hình như nó còn hồi nãy á. Ok. Đừng canh nha. Mày nè, con này bắn 2 viên muốn chết. Mày nè. Thôi. Ở sau lưng mình. Chết đi nè. Con này bạn. Ê vô vậy. Đừng đi theo nó, tại vì nó đi theo nó. Mày nè. Ok. Mình đừng ngủ rồi. Nhưng mà đạn ở đâu? Ok. Đạn nè. Mày quá, cứ tự hết đạn. Thôi đừng đi theo tao nữa, tao bay. Ok. Tôi lạnh mở luôn. Ok, đây có thêm một viên đạn cho chúng ta. Ở đây có cửa gì đây? Mình không biết có tiện phòng nhà bếp có cửa mở. Rồi. Một con nè. Một con. À, hai con hồi tắt đèn đi và chạy, tại vì mình chưa thấy đạn ở đâu ra nha. Hiện giờ là tôi chưa tìm thấy đạn nên tôi tạm thời tắt đèn, tại vì mình bật đèn lên là thu hút sự chưa kịp nói gì mà chết vào lúc 3 giờ sáng mày. Con chị nói không vãi bíp. Ok, làm lại nè.
Bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu như một người đàn ông thực thụ. Đây là single shot, we'll find you là high shot skill. Ok. Khổ tụi này lắm. Chơi tàn hù dọa nhau. Ok. Mình sẽ lượm hết mấy cái đống cỏ này. Trong nhà phong phòng ba mẹ mình chứ không có gì đâu hả? Yeah. Yep, không có gì hết. Ok. Lên lầu nha. Đừng có ai hù sau lưng mình nha. Có không? Không có, ok. Trên đây nó có con nào mình không biết nha. Mình sợ lắm. Thường mình sợ nhất mình lên mấy cái gác này nè. Ok, trên đây mà có vẻ hơi tối bạn ơi. Hết hộ mày. Nó đứng dưới cầu thang luôn. Ok, Batman gì đây? What the... Ok, chúng ta không nên nhìn xuống cái này. Ok, đừng có hồ reo. Đừng có gọi điện thoại nữa mày. Ôi. À ha ha, bò lết lết. Đồ ngốc. Ok. Tụi bay ở đâu? Ra đây. Tôi bảo. Ok, em đi, camping hoài, suốt ngày gọi điện thoại. Trong nhà bếp có gì không? Dép. Không có gì hết. Ở cái đèn nó không sáng lắm mày. Ừ, có hai con kìa. Mày nè. Con này đi đâu? Qua đây nè. Qua đây. Hi hi đồ ngốc. Ui, ba con luôn. Thôi quay về. Còn một viên à. Tắt đèn. Đâu rồi? Viên này đâu rồi? Đây nè. Mình thấy bật đèn lên mới thấy low stick à. Giờ mình nó biết vụ này á. Ok. Tụi bay đâu đó rồi? Mình thề luôn, nó đâu ra nó nhảy vô mặt mình nè. Rồi. Có phòng chị gái mình nữa, có con nào không? À, có con trên kia kìa. Ê. Ui, nhanh vậy. Thì nhanh làm cái gì? Tao có đi theo mày đâu, tao có giết mày đâu, mặc dù mày xong rồi tao giết mày thiệt á. Trong đây có con gì không? Mình thề luôn á. Mấy lần vô đây là nó bị hù. Trái hiểu tại sao. Ok, phòng chị gái mình nó không có con gì vậy. Nó không có cục lâu xích nào luôn. Ok, mày nghe tiếng đó nè. Nè. Ê, đi đâu vậy? Chết chả. Hết đạn rồi mà sao bắn. Ok. Đạn tặng mình đạn màu cam không mẹ ơi. Không biết nó có vô cái điểm gì không nữa mà đạn màu cam không à. Bây giờ phải giết hết cái lũ này, biết là giết bao nhiêu phát nữa. Ok. Tụi bay ra đây cho tao. Tao căm hận tụi bay. Tại vì tụi bay đã chơi tao, chơi xỏ tao. Trên đây chắc không có đạn ha. Ok. Đi xuống, không có đạn thì đi xuống gì đâu. Ui. Gì vậy ba? Xuất hiện trước mặt tao luôn. Ok. Giờ phải đi tìm đạn khắp nơi nè. Hình như nó spawn ra từ cái bàn. Đúng không? Sao mà nghe tiếng của nó mình không thấy nó đâu vậy? Đừng có xuất hiện nghe mặt tao. Ủa nè. Ê qua đây nè. Ê. Ê. Rồi. Tụi bay đâu? Bớt đi gọi điện thoại giùm tao cái. Cái tụi này nó hay trốn lắm mẹ ơi, mình không biết nha. Có khi mình vô cái chỗ kia mình bị hù à. Ê. Cửa đóng rồi, từ từ. Tụi bay đâu rồi? Đừng có hù giờ này chứ. Hồn. Không phải mình sợ đâu. Tại vì nó xuất hiện bất thình lình quá à. Không phải mình sợ đâu nha. Ok, giờ không nên chạy, nó đi bộ từ từ thôi. Mình biết ở đâu có đạn mà. Chứ cái này phải nạp đạn nếu mình không chuẩn bị từ đầu đi. Lấy mua ở cửa hàng tạp hóa mua 100 cái về. Hình như tủ mở là tao nó chui ra từ đây nè bạn ơi. Ok, ở đây có đạn đó nè.
Hay mình đứng đây mình cam luôn. Mình cam ngay đây luôn. Tụi bay đâu rồi đó? Hay sao phải lên lầu kiếm tụi bay nữa? À, quay về, quay lại nhà bếp. Quay lại nhà bếp lấy đại đạn. Ok đi. Cảm ơn mà nó không thấy mình nha. Tụi nó spawn ngay đây nè. Ok. Đây lấy lại cùng một đỏ. Rồi lấy chưa? Lấy rồi phải không? Ok. Rồi. Làm ơn hãy đến cho tao đi. Tao muốn giết hết tụi bay. Ra đây hết đi. Hãy chiến đấu như một người đàn ông chưa từng được đấu. Mình sợ nhất cái phòng của bà chị nè. Ê, qua đây. À này này này. Ê đâu vậy? Ê, đi đâu vậy? Ôi thôi chết. Thôi chết. Sao hết đạn rồi? No. No. Đừng có nhảy ra nha. Ơi. Hết hồn trời ơi. Mình tốn một viên đạn rồi. Fuck. Ôi thôi 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 thôi. No. No. Nó đâu rồi? À. Tại vì em tốn một viên đạn. Cái xe là mình hết hồn. Rồi tới tắt đạn đi. Đừng có nhảy ra đây là được. Đừng có con nào dưới đây là được. Mình xuống đây mình kiếm đạn thôi. Hi. Đồ ngốc. Đừng có con nào đi đây nha. Ok, ngoan. Ngoan. Ok, có đạn rồi. Yes. Còn không? Tại sao lại hiếm đạn thế? Đạn đã ít rồi. Ok. Đạn ít rồi còn hít dấu dấu đạn. Tự nhiên anh đi ngang cái xe nó kêu píp píp cái mình là hết hồn rồi nè. Còn con. Ok. Ôi, chết rồi con này nó hai máu lận. Kiếm đạn ở đâu giờ nó đuổi mình kìa. Thôi 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 thôi. Nấp 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 nấp. Chạy. Chạy. La. Đừng có đuổi. Đừng có sồ trước mặt tao. Ôi thôi rồi. No 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 no. Luôn. Ok. Ồ nó kìa nó kìa. Nó kìa. Bây giờ mà vô nhà bếp là mình như ngõ cụt luôn các bạn ơi. Từ từ. Không mong có đi đường khác đi. Ok đúng rồi. Bây giờ phải tìm lại 5 viên đạn nạp đầy đủ đã rồi mình sau đó bắn gì thì bắn. Và mình vẫn sợ với phòng bà chị lắm. Phòng bà chị tại ma quỷ không à. Ok hai viên. Nó đi đâu rồi ta nào mới đi hướng này mà. Hay nó xuống tầng hầm kiếm mình rồi. Ok thôi lên lầu đi. À, cái game này hay mình biết á, ngày chủ nhật á là mình không giết hết tụi nó là mình vẫn thua à. Bởi vậy cái game này hư cấu kiểu đó. Ok là từ nhìn hai bên. Ơ mày biết mày đi đường này mà. Ok, còn một con ở dưới kìa. Ok. Mày. Ok giờ mình phải đi đề phòng cẩn thận. Hello. Trên đây có đạn không? Em vô đây lấy đạn thôi. Ôi, thôi 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 nghe tiếng gì vậy? No. Ok có đạn rồi, ok. Tụi bay vô đây thoải mái, tao tiếp. Ok, cái 3 viên luôn. Phòng này có vẻ được á. Rồi. Ra đây. Ra đây. Ui, có con nó kìa. Ê. Yeah, từ từ. Mình phải giết hết tụi nó nhưng mà mình phải kiếm nó đạn đã. Phải có đầy đủ đạn mình mới. Tự tin. Giết hết tụi nó. Nó đi sau lưng mình luôn à bạn. Vãi bíp. Nó đi sau lưng mình. Để mình quay lưng lại thôi là mình chết à. Cũng may là mình nhanh tay. Nhanh trí. Trời còn phù hộ cho mình. Ok đừng có còn nhảy ra nha. Tên kia kìa biết ngay mà. Nó đi xuống cầu thang. Đây 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 đây. Đi đâu ngu vậy. Đây nè, qua đây nó nhảy ra cho mình chơi từ từ. Ủa. Thôi đừng là hết hồn mà. Còn một viên à. Còn một viên à. Trên 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 bàn có gì không? Không có gì hả? Mình có thể nhảy lên bàn mình trốn được không? Ok, nó đi xuống cầu thang rồi. Mình có thể lên lầu không? Ơi, còn con lên lầu. Mày chết. Ui, con này nó con này còn sống hả?
the fuck? No 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 no. Ôi, tụi bay đông thế. Tụi bay bất đông lại giùm tao được không? Tụi bay có thể bất đông. Ôi no. Sao? Vậy là cuối cùng cũng đã xong. Thiệt là mệt mỏi quá đi. Cái lũ này like cuối cùng đã bị cút ra khỏi cái này rồi. Mình đã tiêu diệt hết rồi. Thiệt là cảm giác là phê phê. Vậy là một cái game kinh dị thứ hai, thứ ba gì đó mình đã hoàn thành. Thì có lẽ là trong tương lai này mình sẽ chơi tiếp những game kinh dị khác. Ví dụ như là game Outlast thì sẽ Outlast phần 2 ra khoảng mùa thu. Cuối mùa thu là tháng mấy ta mình không biết. Ở nước ngoài là tháng 10. Vậy là mình đến cỡ tháng 9. Tháng 9 tháng 10 là có Outlast 2, có lẽ là thế. Thì đây, chúng ta đã xong ngày chủ nhật, cũng là tập cuối cùng của các series kinh dị Night Flight. Mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những series kinh dị khác lần sau. Bye bye.